Thưa quý vị, rau thơm hay còn gọi là rau gia vị là những loại rau có hương thơm đặc trưng và thường dùng để ăn sống, kèm với các món ăn để làm tăng cái mùi vị cho món ăn đó. Vì thế mà rau gia vị hay là rau thơm còn được gọi là rau sống. Ở Việt Nam thì có rất nhiều các loại rau thơm và mỗi loại đều có hương vị riêng, tạo nên một thế giới rau gia vị phong phú, làm đặc sắc thêm ẩm thực của Việt Nam. Và điều đặc biệt là những loại rau gia vị này cũng chính là những vị thuốc quý và rất tốt cho sức khỏe. Vậy thì chúng tốt như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Thuốc Nam cho người Việt ngày hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị chuyên gia khách mời quen thuộc của chúng ta, Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Dương Trọng Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 2 Đông Phương Y Quán. Xin kính chào quý thính giả. Chào bạn Thanh Nhẫn. Vâng ạ, trước tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn chuyên gia Dương Trọng Hiếu đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay để cùng chia sẻ với quý vị và bà con những cái thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa bác sĩ, chúng ta thường sử dụng rau gia vị trong ẩm thực của Việt Nam. Vậy thì bác sĩ có thể cho chúng tôi biết rằng là rau gia vị có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà để kích thích ngon miệng cũng như là với sức khỏe của người Việt chúng ta? Vâng. Nếu mà hình dung ra thì bạn tưởng tượng là đầu tiên con người chúng ta sinh ra xong rồi cần có thức ăn. Thế kiếm được thức ăn rồi thì cần phải làm thế nào cho nó từ ngày tìm ra lửa thì là nó ngon hơn và an toàn hơn. Thế như vậy tức là cái thức ăn ấy, nó phải kích thích vào mắt này, vào mũi này, vào tai này, vào lưỡi này, để cho nó ngon hơn và nó tăng cái tiêu và cái hóa đi. Tiêu là thế nào? Là thí dụ như bạn cho tôi một cái miếng rau, tôi ăn vào thì cái miếng rau nó sẽ từ miệng và nó phải xuống được dạ dày. Thế sau đó thì cái miếng rau nó thành cái gì? Nó phải hóa ra thành các cái chất cho cơ thể. Thí dụ như là cho vitamin, cho cellulose hay cho đạm, cho đường gì đó, thế là cho cơ thể. Thế là hóa. Thế thì như vậy tức là cái ăn nó cần như thế. Thì vì vậy mà cha ông ta ngày xưa đã nghĩ ra thức ăn cần có gia vị. Gia vị là thêm vào nhưng rất cần thiết và không không thể thiếu được. Thế thì như vừa rồi bạn nói là rau thơm. Phần lớn các gia vị nó là thực vật. Thực vật thì tức là cây cỏ hoa lá đấy thì đa số có mùi thơm. Thế nhưng mà nó có thể là động vật. Thí dụ như là bạn có ăn bánh cuốn bao giờ không? Dạ vâng ạ. Bánh cuốn mà không có cái cà cuống thì bánh cuốn kém lắm. Vâng đúng rồi ạ. Đấy, thế là cái tinh dầu cà cuống ấy lấy từ cái phần sau của cà cuống nó có cái hương thơm đặc biệt và cứ bánh cuốn thì phải có cà cuống. Như vậy là có nguồn gốc động vật, có nguồn gốc thực vật. Động vật thế và có nguồn gốc khoáng vật. Thí dụ như là cái axit citric chẳng hạn để bảo quản nhưng đồng thời là để tạo ra cái vị chua kích thích. Thế và nó có thể các cái thành phần khác nữa. Tóm lại để tạo cái gì? Làm cho ăn nó ngon hơn, dễ tiêu hơn và nó an toàn hơn. Đấy, cái gia vị nó quan trọng như vậy. Và như chuyên gia thấy rằng là ở đây trường quay này chúng ta đang có rau, đây là rau kinh giới đúng không ạ? Một loại rau có thể nói là rất là quen thuộc đối với cái ẩm thực của Việt Nam chúng ta. Và rất nhiều món ăn thì đều ăn kèm với loại rau này. Vậy thì chuyên gia có cái khuyến cáo gì, có phải là ai cũng có thể ăn được rau này hay không ạ? Hay là những cái đối tượng nào thì nên tránh cái món rau kinh giới này ạ? Vâng. Kinh giới là một cái loại rau mà người ta trong y học ấy, thì người ta xếp vào đấy là các cái loại thuốc để giải cảm. Thế đặc điểm của thuốc giải cảm là gì? Nó mà giải cảm thì người ta chia ra là ôn và lương. Tức là cái loại ấm và loại mát thì kinh giới tính của nó là cay ấm. Cay ấm để giải cảm những cái trường hợp gì? Tức là những cái trường hợp như là cái mùa này nó vẫn còn có cái se se lạnh. Thế thì cái người ta gọi là cảm phong hàn. Tôi vị ho này, xong rồi hắt hơi sổ mũi, chảy nước mũi thế này. Thế người ta gọi là cảm, các cụ ngày xưa gọi là cảm. Thế cảm như thế thì một trong những thứ là ta có thể dùng cái kinh giới. Thế cái thứ hai tức là trong cái ăn uống ấy, thì người ta dùng cái kinh giới thêm thêm vào cái trên mâm cơm ấy. Nào có thịt, có cá, có rau, có đậu này kia nhiều thứ như thế thì có thêm một đĩa rau sống
trong rau sống ấy có cái kinh giới này. Thế thì kinh giới nó có cái tác dụng là kích thích cho tiêu hóa, nó cay cay thơm thơm và nó làm cho cái tiêu này nó tốt hơn và cái hóa nó tốt hơn, tức là nó kích thích cái dịch vị. Dịch vị nó tiết ra thì các cái dịch tiêu hóa nó tiết ra, thí dụ như là tụy nó tiết ra pepsin, trypsin, lipa rồi vân vân để tiêu đạm, tiêu đường, tiêu mỡ. Thế nếu không có cái kích thích thì nó tiết ra ít, nhưng nó có kích thích thì nó tiết ra nhiều, mà tiết ra nhiều thì nó tiêu được nhiều. Cho nên là có cái kinh giới thì nó có cái giá trị như vậy. Thế nhưng bạn lại hỏi là thế thì ai không được dùng kinh giới? Vâng ạ. Thế thì trong cái các cái bài thuốc ấy, thường thường là một là để chữa cảm thì người ta hay dùng kinh giới. Nhưng cái thứ hai tức là chữa dị ứng người ta cũng hay dùng kinh giới. Thí dụ như tôi cứ hay bị mẩn ngứa thế này chẳng hạn, mụn nhọt mẩn ngứa thì người ta hay dùng kim ngân kinh giới, phòng phong để mà chữa hết cái ngứa đi. Thế nhưng mà trong cái ẩm thực này ấy, thì kinh giới các cụ ngày xưa không hiểu là tìm ra chất gì, nhưng mà các cụ chỉ bảo nó có cái tương kỵ. Tương kỵ thì khi ăn thịt gà thì bạn thanh nhẫn đừng bao giờ lấy kinh giới ăn với thịt gà gì cả. À, tức là con gà thì cục tác lá chanh, vâng. Bạn lá chanh ăn với thịt gà, nhưng lá chanh không bao giờ ăn với kinh giới gì cả. Đấy, vâng. Tôi thí dụ như vậy, tức là nó có những cái là dùng được và có những cái không dùng được, không phối hợp được với nhau. Vâng, đây chắc chắn là một cái thông tin rất là hữu ích đối với cả quý vị khán giả nữa. Và ở khai rau của chúng tôi hôm nay cũng còn có thêm một số loại rau gia vị nữa, đó là rau diếp cá này, tía tô và cả lá hẹ nữa. Vậy thì chuyên gia cũng có khuyến cáo gì là những loại rau này cũng có thể phải là tránh kết hợp với thực phẩm gì, hoặc là những người như thế nào thì có thể không nên ăn những cái loại rau này không ạ? Vâng. Cái tía tô đây bạn nói thì là sự thực nó có nhiều loại lắm. Thế tại sao lại các cụ ngày xưa gọi là tía tô? Bởi vì đây nó có cái đặc điểm đó là cái mặt dưới của nó là có màu tím sẫm đây này. Vâng. Tía tím sẫm như này. Thế thì là cái này nó cũng nằm trong cái nhóm thuốc mà giải cảm của các cái sách cổ điển đấy. Tức là nó cay ấm và nó vào kinh là kinh phế. Phế vị tỳ có cái tác dụng là giải cảm. Thì trước hết là làm thuốc thì các cụ bao giờ nghĩ đến cái giải cảm là tía tô. Thí dụ như là bây giờ đi ra ngoài đường bị lạnh xong rồi thì là về sốt rồi thì là ho hắt hơi sổ mũi giống như cái triệu chứng của kinh giới vừa rồi đấy. Thế thì ta có thể dùng cái tía tô. Nhưng mà cái thứ hai là phối hợp. Cái tía tô nó còn có cái giá trị, tức là toàn bộ cái cây này là dùng làm thuốc được hết. Các bộ phận của nó dùng làm thuốc được hết. Cái cành của nó này, nó lại là cái hành khí giáng khí. Hành khí giáng khí là thế nào? Là đối với những cái người có thai ấy, xin lỗi bạn Thanh Nhẫn là bạn được mấy cháu rồi nhỉ? Dạ vâng ạ. À, thưa bác sĩ là Thanh Nhẫn thì cũng đã có hai em. Hai cháu rồi. Vâng. Thế cái lúc có chữa, có bị nghén không? Cũng chia sẻ bác sĩ là có vâng, nghén một tí nhiều. Ừ, tức là 3 tháng đầu có thể ẩm ọe rồi thì sợ hành rồi sợ nọ sợ cái mùi mỡ rán rồi thì là ấy, phải không ạ? Thế thì chính cái cành tía tô ấy giúp cho bạn cái đó. Hôm trước chúng ta có giới thiệu về củ gai, có hoàng cầm, củ gai thì đi với cành tía tô là khi bạn ọe lên như thế này, cành tía tô người ta gọi là giáng khí an thai, nó đưa đi xuống và làm cho cái thai nó yên tĩnh, nó không có đôn loạn nữa, thì cái cành tía tô là nó là nhiều. Nhưng mà trong cái phối hợp với thức ăn thì tôi thấy các cụ phối hợp với một số cái thứ mà rất đặc biệt. Thí dụ như là các cái cua cá nấu ốc, chuối ốc đậu chẳng hạn, cua cá chẳng hạn. Đừng bao giờ quên tía tô. Mà có một lần tôi được ăn cái đùi cừu ấy thì lại cái anh ấy mang đến cái tía tô rất đặc biệt bạn ạ. Tức là cái lá nó rất to mà nó xanh mướt chứ nó không có cái màu tía này đâu. Để cuốn vào cái miếng thịt cừu để chấm với cái gia vị và ăn. Thế như vậy tức là tía tô nó cũng 3-4 loại đấy. Thế cái ăn cá hồi chẳng hạn thì có lẽ không bao giờ thiếu tía tô, có đúng không bạn? Đúng rồi ạ. Đấy, thế cho nên là nấu ốc đừng bao giờ ấy. Và canh cua đừng bao giờ thiếu tía tô tất cả. Bởi vì các cụ bảo rằng là nó giải độc cua cá. Đấy.
tính của nó là cay ấm, kích thích tiêu hóa, ăn ngon, nó có tinh dầu vân vân, nhưng mà nó lại có cái giá trị là giải độc cua cá. Thế còn cái thứ hai mà bạn hỏi tôi là cái cây diếp cá này. Cây diếp cá nó tên chữ là ngư tinh thảo. Cái cây này nó là cái cây lá hôi lắm. Các cụ biết là nó là thuốc quý nhưng mà nó rất hôi. Hôi là đây là nó có mùi tanh của cá. Được. Chứ không phải hôi theo cái nghĩa khác đâu, có mùi tanh của cá. Và chính tôi cũng rất ngại cái cây rau này, nhưng mà các cháu thì nó lại rất thích ăn. Cái này nó khác với lại hai cái rau vừa rồi giới thiệu, tức là nó tính của nó lại mát, hơi lạnh lạnh, và nó có cái khả năng là thanh nhiệt tiêu độc, và nó có cái thành phần rutin cho nên nó có khả năng cầm máu. Cho nên các cái trường hợp thanh nhiệt tiêu độc là gì? Những cái trường hợp mụn nhọt, chẳng hạn mọc mụn nhọt ở ngoài da này, thế thì đấy các cụ bảo rằng là đấy là nhọt độc. Độc. Chứ các cụ không nói là có tụ cầu, có phế cầu, có vi trùng gì đâu. Các cụ ngày xưa có làm gì có kính hiển vi mà để biết vi trùng. Mãi thời Pasteur thì mới phát hiện ra vi trùng chứ. Ngày xưa làm gì có biết vi trùng. Nhưng mà các cụ biết rằng là nó có cái độc. Cho nên là nó sinh ra mụn nhọt ở đây. Thế thì mụn nhọt ở đây này, hoặc là một số người mà bị cái hậu môn nó bị cái trĩ đấy, nó chảy máu ra. Thế thì cái này nó là lạnh và nó có cái thành phần là nó có giá trị cầm máu. Thì bây giờ y học hiện đại các ông ấy tìm ra là có flavonoid rutin. Cái rutin này có cái tác dụng là làm bền thành mạch và để nó cầm máu. Đấy là cái cách giải thích của y học hiện đại. Thế còn giải thích của người xưa là anh trĩ tức là anh nhiệt. Nhiệt đây tôi lạnh thì nhiệt nó cân bằng cái lạnh đi, thế là nó hết. Thế và nó có khả năng tiêu độc cho nên là. Và cái thứ ba tức là cái này nó có tác dụng lợi tiểu. Trong cái trường hợp mà phù thủng người ta cũng có quyền dùng cái này. Tuy vậy thì đối với dấp cá, một số sách cũng nêu là nó có một chút độc, cho nên là không phải ai cũng dùng được. Thế thì độc ở đây tôi nghĩ rằng là nó không phải độc quá đâu. Không phải độc như là nhân ngôn thạch tín đâu. Mà độc ở đây là chúng ta đừng lạm dụng dùng nhiều. Thế và vì tính nó lạnh cho nên là nếu mà tôi là thể hàn chẳng hạn, thế thì không nên dùng. Bởi vì lạnh gặp lạnh thì nó lại là càng lạnh thêm, bệnh nặng thêm. Thế cho nên là người ta nên dùng các cái thứ ấm. Khi mà bị lạnh thì nên dùng các cái thứ ấm. Mà khi mà đang nóng, nhiệt thì lại dùng các cái thứ lạnh. Đấy là nguyên tắc của các cụ ngày xưa. Thế còn bạn hỏi tôi một cái cây nữa, tức là dạ, hẹ đúng không ạ? Cây hẹ kỵ với cái thực phẩm gì đấy? À, cây hẹ này thì đây trước hết tôi phải nói nó là một cây thuốc quý cái đã. Quý ở chỗ nào? Ngày xưa trong các cái sách cổ, các cụ bảo mùa xuân và mùa hạ nên trợ dương ôn dương. Trợ dương ôn dương tức là giúp cho cái phần dương này nó tốt lên. Bởi vì bạn đã có thấy mùa xuân mùa hạ thì cây cối đâm chồi nảy lộc và phát triển rất tốt không? Thế mùa thu mùa đông thì nó mới rụng lá rồi nó mới ấy này kia chứ. Thế thì đang lúc nó phát triển, tức là cái dương khí nó mạnh. Thế thì dương thì một trong những thứ trợ dương, tức là cái này nó là cay ấm. Thế và nó có cái, nó vào can thận. Và vào can thận cay ấm như thế, nó cũng có cái thành phần tinh dầu, nó cũng có cái thành phần, nhưng mà nó có cái tác dụng là trợ dương. Cho nên là các cụ ngày xưa khuyên là hàng ngày nên ăn hẹ. Đấy, là để làm thuốc. Thế còn bạn hỏi tôi về ẩm thực ấy, thì là rõ ràng rất nhiều thứ dùng được hẹ, mà nó có cái mùi thơm đặc trưng của nó. Ngày xưa ấy, thì trong một số trường hợp mà vì nó vào kinh thận mà, thế thì các cụ là thận tàng tinh, thận sinh tinh, thận tàng tinh, cho nên nó liên quan đến cái hoạt động sinh dục. Thế một số người cứ hay bị di tinh, mộng tinh đấy. Thế thì một trong những cái thứ này nó giúp cho là dùng cái này. Và người ta hay dùng cái hạt của cái cây này này, cái lá này để nấu ăn như thế. Nhưng mà hạt của cái cây này là tác dụng đối với để bổ tinh.
Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Dương Trọng Hiếu với những cái thông tin rất là bổ ích vừa rồi. Và thưa quý vị, ở trường quay chúng tôi thì đang có bốn loại rau gia vị rất là phổ biến, đó là rau kinh giới này, lá hẹ, diếp cá và trong đó thì có cả tía tô nữa. Và một cái khay rau to như thế này với bốn loại gia vị rất là nhiều như thế này, thế nhưng tổng giá thành thì lại chỉ có khoảng 60.000 đồng mà thôi. Và tuy có giá bán rất là có thể nói là thấp, thế nhưng mà những công dụng mà những loại rau dân dã này mang lại thì lại vô cùng lớn. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi một tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Một số món ngon từ các loại rau gia vị. 1. Thịt cuốn lá kinh giới. Nguyên liệu gồm có lá kinh giới, hành lá, hành khô, thịt nạc vai xay nhuyễn, cà rốt, trứng gà. Cà rốt băm nhỏ trộn lẫn với thịt nạc vai xay nhuyễn cùng trứng gà. Dùng lá kinh giới để cuộn hỗn hợp này rồi đem chiên trên chảo. Món thịt cuốn lá kinh giới hỗ trợ khắc phục tình trạng cảm cúm, nhức mỏi và sốt. 2. Gỏi rau diếp cá. Nguyên liệu cần có để chế biến món gỏi rau diếp cá bao gồm rau diếp cá tươi, chả cá, đường, tỏi, ớt. Gỏi rau diếp cá có hương vị thơm ngon, lạ miệng, giàu dinh dưỡng và đặc biệt giúp tăng cường sức khỏe sinh sản. 3. Canh hẹ nấu nấm và đậu phụ. Nguyên liệu cần có gồm hẹ tươi, đậu phụ, nấm tươi, cà rốt. Trước khi tắt bếp nấu thì mới cho rau hẹ vào. Đây là món ăn thơm ngon, vừa thanh nhiệt, vừa nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. 4. Cháo tôm hẹ. Nguyên liệu cần có tôm, lá hẹ, gạo nếp hoặc gạo tẻ. Cách nấu cháo tôm với lá hẹ cũng giống như các loại cháo thông thường. Khi cháo chín thì mới cho lá hẹ vào rồi tắt bếp. Món cháo tôm hẹ giàu đạm, giàu kẽm và chất chống oxy hóa, rất tốt cho người mới ốm dậy và trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng. 5. Chả tía tô. Nguyên liệu gồm thân và lá tía tô tươi hoặc đã sấy khô. Cách pha chả tía tô cũng tương tự như các loại chả thông thường. Chả tía tô có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh như bệnh gút, hen suyễn, trị mề đay, mẩn ngứa, hỗ trợ điều trị bệnh về dạ dày, hỗ trợ giảm cân. Vâng, thưa quý vị, qua tổng hợp ngắn vừa rồi thì có thể thấy rằng là các loại rau gia vị mà chúng ta sử dụng trong bữa ăn hàng ngày thì có quá nhiều công dụng hữu ích đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Dương Trọng Hiếu. Tôi cũng có một thông tin muốn hỏi bác sĩ ạ. Trong những cái loại rau gia vị mà chúng tôi chuẩn bị ở đây thì có một loại rau đã được xuất đi Nhật và có giá bán có thể nói là vô cùng đắt đỏ. Đó chính là cây tía tô. Vâng ạ, đây cái tía tô đấy ạ. Thì như tôi nhớ là rau tía tô trước đây mà ông cha ta sử dụng và đang trồng trước đây ấy, thì cái lá của nó có vẻ là dày hơn, cứng hơn và đặc biệt là cái màu lá đúng không ạ? Cái mặt này thì thường sẽ là cái màu nó nghiêng về có màu đỏ đúng không ạ? Thế nhưng cái tía tô bây giờ thì có vẻ như là nó có nhiều loại hơn và tôi quan sát thì có vẻ như cái màu sắc nó nghiêng sang màu xanh nhiều hơn, và răng cưa cũng ít hơn và lá thì cũng mềm hơn. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rằng là cái tía tô hiện nay chúng ta đang ăn thế này được bày bán nhiều thị trường so với cái tía tô trước đây mà ông cha ta trồng thì cái dược lý nó có thay đổi gì không ạ? Sự thực ra là phải cảm ơn cái ngành nông nghiệp. Ngành nông nghiệp của chúng ta trong mấy chục năm vừa qua làm được rất nhiều việc tuyệt vời. Tức là lai tạo giống, ghép giống rồi di thực được rất nhiều cái thứ về cho Việt Nam. Đấy là cái ưu điểm của ngành nông nghiệp. Mà thí dụ như giống lúa chẳng hạn thì chị thấy là trước đây là ta một sào thì được bao nhiêu cân đâu, thế nhưng mà bây giờ là đấy chị 2 5 tấn quê ở Thái Bình, bây giờ không phải 5 tấn mà 7 tấn 9 tấn thí dụ thế. Thế tức là nâng được cái năng suất lên. Thế thì bạn hỏi tôi là cái cây tía tô này bây giờ là nó có, sự thực ra là nó có thể biến đổi giống tùy cái vùng và tùy cái cách chăm sóc. Thế tôi nói ở bên trên là có những cái loại tía tô tôi nhìn thấy lá nó rất to, thế nhưng mà nó lại không tía nữa. Đấy, tôi ăn cái miếng đùi cừu ấy thì nó không tía mà nó xanh lẹt như là kinh giới như thế này rồi quấn vào. Thế cái thứ hai tức là trong cái ăn cáo hồi ấy, thì cái lá của cái tía tô này là rất to để người ta quấn cái miếng thịt cá vào rồi mới chấm với một tạt, thì là để ăn nó vừa là giải dị ứng vừa là an toàn. Thế thì thế bạn hỏi tôi là nó có cái gì thay đổi không, có cái gì ấy không, thì sự thực ra chúng ta rất khó trả lời câu này.
Bởi vì nếu thế thì bạn phải cho tôi cái kinh phí. Bây giờ tôi mới nghiên cứu cái cây bạn trồng ở Hải Dương nó như thế này, cây tôi trồng ở Bắc Ninh nó thế này, cây trồng ở trên núi nó thế này, trồng ở dưới ruộng nó thế này. Thì rõ ràng phải có cái kinh phí để tìm xem là các hoạt chất của nó là gì. Là thành phần flavonoid nó ra làm sao, tinh dầu nhiều hay ít, và cái alkaloid của nó tăng lên hay là giảm đi. Chứ còn bây giờ mà về mặt cảm quan ấy, thì tôi thấy là đều có thể dùng được, chứ không phải Vâng, là không rõ dùng. ràng là chúng ta phải có một cái nghiên cứu kỹ lưỡng hơn đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà rau thơm được chăm bón nhiều dinh dưỡng như vậy thì có ảnh hưởng như thế nào tới cái giá trị dược tính, dược lý của cây rau ạ? Dứt khoát là ảnh hưởng, dứt khoát là ảnh hưởng, bởi vì là cái rễ của các cái cây này bao giờ nó cũng hút các cái chất từ trong lòng đất. Thí dụ đất có nhiều cái canxi, nhiều kali, nhiều magie thì nó hút lên, thì cái thành phần rau nó, cái khoáng vật nó cũng phong phú. Thế hoặc là nó có cái đạm, có cái đường, có cái mỡ ở trong đất chẳng hạn, thì nó hút vào nó cũng tạo ra các cái thành phần này, giống như là cây diếp cá là đầy đủ đạm đường mỡ đấy chứ. Thế thì là nó phụ thuộc vào cái chăm bón và cái chất đất rất nhiều. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, bốn loại rau gia vị phổ biến mà chúng tôi giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay gồm có là rau tía tô này, rau kinh giới, rau hẹ và rau diếp cá. Và những loại rau gia vị này thì làm cho món ăn thêm nhiều màu sắc, hấp dẫn, lôi cuốn và trở nên bổ dưỡng hơn nhờ những hương vị đặc trưng của mình. Thế nhưng sử dụng và điều chế những loại rau này như thế nào để phát huy được hết đặc tính dược lý của chúng? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong tiểu mục tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa bác sĩ Dương Trọng Hiếu, bốn loại rau mà chúng tôi đang chuẩn bị ở trường quay đây gồm có tía tô này, diếp cá này, rau hẹ và rau kinh giới, thì chúng ta có thể thấy một đặc điểm chung của bốn loại rau này là có vẻ như là chúng có nhiều tinh dầu đúng không ạ? Nên khi mà ăn thì chúng ta cảm thấy có cái vị cay cay nhẹ đúng không ạ? Vậy thì để mà giữ được cái đặc tính dược lý của chúng thì chúng ta nên ăn sống nhiều hơn hay là vẫn có thể nấu chín được ạ? Nó tùy cái món ăn. Tôi lấy thí dụ như là bây giờ chị nấu ốc chẳng hạn, rõ ràng nấu cua nấu ốc thì chị phải thái cái tía tô này ra và cho vào, nhưng mà không bao giờ người ta cho ngay từ đầu tất cả, mà cuối cùng lúc sắp bắc ra thì cái người nấu ăn người ta mới cho vào. Để làm sao? Bởi vì cái tinh dầu nó, cái ét xăng là nó rất nhẹ, nó dễ bay hơi, nóng quá là nó bay hơi hết hết thì là nó không còn cái tác dụng nữa, cho nên là người ta cho vào sau cùng. Thế thế một số thứ thì thí dụ như là ngay cái hẹ mà nấu cháo hẹ chẳng hạn thì người ta cũng cho vào sau chứ người ta không cho vào trước. Thế còn là cái nhiệt độ mà nóng quá thì nó cũng phá hủy các cái hoạt chất. Thí dụ như là trong này có vitamin chẳng hạn. Thế vitamin thì vitamin B hay là vitamin A hay là vitamin C ở nhiệt độ quá cao đều bị phá hủy hết. Cho nên là một tức là cho vào sau, hai là nhiệt độ không quá cao, không cho nhiệt độ quá cao. Thế thí dụ như các cái nồi hầm chẳng hạn thì không bao giờ người ta cho cái rau này vào để hầm tất cả. Đấy. Thế còn bảo quản ấy thì xin thưa với quý vị là chúng ta, các quý vị chắc chắn đã biết rồi, tôi chỉ nói thêm thôi, tức là dứt khoát ta phải để chỗ mát chứ không bao giờ để chỗ khô, chỗ nóng quá thì cái rau này nó héo đi, mà héo đi tức là nó mất các cái hoạt chất ở trong rau. Hoạt chất trong rau củ quả thì nó là giảm chất lượng của rau củ quả. Vâng ạ. Một loại rau tiếp theo mà tôi đang muốn hỏi thêm về bác sĩ đó là rau diếp cá đây ạ. Vâng ạ. Có thể với nhiều người thì là cái loại rau này cũng hơi khó ăn bởi vì nó có cái mùi tanh của Tanh cá đúng không ạ? đúng Ai mà ăn được thì lại cảm đúng thấy là rất ngon, chua và bùi đúng không ạ? Thế nhưng mà không ăn được thì sẽ thấy nó rất là khó vì nó rất là tanh. Thế nhưng có một cái điều mà chúng ta thấy rõ nhất đó là cái tác dụng của rau này là nó thanh nhiệt giải độc đúng không ạ? Có rất nhiều cái tác dụng tốt cho sức khỏe. Dù tốt như vậy thế nhưng liệu rằng là chúng ta có thể ăn được hàng ngày hay không và liều lượng như thế nào là phù hợp ạ? Vâng. Ở trên chúng tôi có giới thiệu là tính của nó là tính hàn, tính lạnh. Thế và nó có một chút độc đấy. Cái diếp cá nó có một chút độc. Trong các cái sách về đông dược ấy, có giới thiệu như vậy. Tức là như vậy, tức là chúng ta không nên ăn kéo dài.
và cũng không nên ăn thường xuyên, mà hôm nào có cái việc gì thì nó phù hợp với lại cái thức ăn đó thì chúng ta ăn giáp cá, rồi phù hợp với lại tế tô thì chúng ta ăn tế tô, phù hợp với kinh giới thì chúng ta ăn kinh giới, chứ không phải rằng ngày nào, hôm qua cái buổi giới thiệu của VTC16 thì ngày nào chúng ta cũng để trên mâm là 4 5 thứ như thế này thì nó không hoàn toàn đúng, mà nó là tùy theo cái thực phẩm của chúng ta hôm ấy là cái gì thì chúng ta chọn các cái này. Và đây tôi xin giới thiệu với lại bạn Thanh Nhàn là Thanh Nhẫn là thế này này. Đây là bốn thứ thôi nhé. Chúng ta có hàng trăm thứ, từ động vật, từ thực vật, từ khoáng vật. Nó có hàng trăm thứ và có những thứ người ta chế biến lên men. Thí dụ như là tương, bạn có ăn tương bao giờ? Dạ vâng ạ, có thể Có là ăn mắm tôm bao giờ không? vâng. Ôi giời, bún đậu thì bún đậu mắm tôm là đua nhau cứ ngồi vỉa hè mà ăn. Đấy, thế thì tại sao bún đậu lại không chấm với muối mà lại chấm với mắm tôm? Thí dụ như thế. Thế cho nên là nó tùy cái loại thực phẩm khác nhau thì phối hợp các cái gia vị này khác nhau, các cái rau này khác nhau. Đấy, xin lưu ý như vậy. Nếu như mà rau diếp cá thì có tính mát đúng không Vâng. ạ? Thì rau tía tô thì lại trái lại là Là có tính ấm. ấm đúng không Vâng. ạ? Và nếu mà nhắc đến rau tía tô thì chúng ta có thể sẽ nghĩ ngay tới cái món quen thuộc đó là ốc chuối đậu đúng không Vâng. ạ? Và nếu mà nấu ốc chuối đậu mà không có tía tô thì có thể Vâng, sẽ nó giảm đi không rất nhiều thơm. cái hương vị của nó. Vâng. Vậy thì không biết là cái món ốc canh ốc mà có thêm tía tô nữa thì có tác dụng bồi bổ như thế nào đối với sức khỏe thưa bác sĩ? Thứ nhất tức là các cái hải sản, các cái vị mà cua cá ốc ấy, thường nó có mùi tanh. Làm thế nào nó cũng khó hết được mùi tanh. Thế bây giờ có một cái tinh dầu thơm vào thì rõ ràng là nó làm cho cái mùi tanh ấy chúng ta không để ý tới nữa rồi. Thế thì không để ý tới cái là nó đã kích thích cho ăn uống rồi. Cái thứ hai tức là nó có cái thành phần tinh dầu thì nó thơm. Thơm là nó tác động vào mũi mà cái khứu giác ấy nó truyền lên trên não, nó báo rằng là hôm nay thức ăn rất là thơm ngon. Thế thì làm cho cái não nó điều khiển cái cơ quan tiêu hóa là tiết ra các cái dịch tiêu hóa được nhiều. Mà tiết ra dịch tiêu hóa được nhiều thì chúng ta tiêu được nhiều. Bạn ạ. Vâng ạ. Thế cho nên là xin nhắc lại là ăn là phải kích thích vào mắt. Đấy, bây giờ không phải là bây giờ bạn cứ vứt một cái mâm ra đây rồi ăn đâu. Các bạn bây giờ cầu kỳ lắm, còn bày hình sao rồi bày hình nọ hình kia rồi lá xanh lá đỏ rồi đấy. Thế là bày để kích thích vào cái mắt. Mà mắt được à hôm nay nom hay quá nhỉ, tuyệt quá nhỉ. Thế thì vào bữa cơm đã thích rồi. Thế chứ bây giờ bạn cứ để lộn xộn rồi nom rồi toàn những thứ nom nó chả ra làm sao cả. Thế thì nó chán lắm. Thế là nó ức chế cái ăn. Thế rõ ràng là kích thích vào mắt. Cái thứ hai tức là kích thích vào mồm, vào lưỡi đấy. Cái vị của nó cay cay thơm thơm này thì nó rõ ràng là tăng tiết. Cái đầu tiên là tiết nước bọt cái đã. Tiết nước bọt có amylase rồi nó giúp cho tiêu đường cái đã. Thế rồi nó kích thích tiếp vào trong này thì nó kích thích các cái tuyến tiêu hóa ở niêm mạc dạ dày, ở niêm mạc ruột, ở tuyến tụy. Nó làm cho tăng các cái thứ để mà tiêu bạn ạ. Thế Vâng ạ. tiêu được. Và cái thứ ba tức là các cụ bảo rằng là nó ôn ấm thì nó hành khí, tức là nó đẩy đi xuống chứ nó không đẩy ứ lên trên. Có những lúc vào bữa cơm mà bụng tôi cứ đầy trướng thế này thì ăn làm sao được. Thế nhưng mà cái này nó có cái tác dụng là làm chống đầy bạn ạ. Cái ruột dạ dày nó co bóp đều, nó cho khí đi xuống, thế là nó chống đầy. Mà chống đầy thì chúng ta ăn nó ngon thôi. Thế cho nên rất nhiều cái kiểu kích thích, rất nhiều cái tác dụng của cái gia vị hay là các cái loại rau thơm như thế này. Vâng, có thể thấy rằng là rau gia vị thì không chỉ kích thích ngon miệng mà còn có nhiều tác dụng hơn trong cái việc tiêu hóa thức ăn của Vâng. chúng ta nữa đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, theo ghi nhận chúng ta có thể chế biến được hơn 100 món ăn từ 4 loại rau gia vị phổ biến, gồm rau tía tô, rau kinh giới, rau hẹ và rau diếp cá. Và ngay sau đây thì sẽ là một số món ngon chúng ta có thể chế biến từ những loại rau này. Công dụng của các loại rau gia vị. Rau tía tô. Tía tô là loại cây thân thảo, mọc chủ yếu tại khu vực châu Á. Tía tô là loại cây có thể dùng được thân, lá, cành và hoa. Lá và hạt tía tô được dùng nhiều trong ngành ẩm thực của các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đông y, tía tô được dùng như một vị thuốc để tạo hưng phấn, trị cảm, nhức mỏi, ho suyễn. Hạt có chứa tinh dầu có tính nhanh khô, can tính, giúp bảo quản và khử trùng thức ăn.
Chiết xuất tinh dầu từ lá tía tô đỏ giúp hỗ trợ cải thiện các bệnh về thần kinh như sa sút trí tuệ, cải thiện chứng phiền muộn, giảm rối loạn lipid máu, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, chống ung thư. Rau kinh giới. Rau kinh giới là loại cây thân thảo. Rau kinh giới có hàm lượng tinh dầu cao, có vị cay, đắng và có mùi thơm. Rau kinh giới vốn chỉ mọc ở những vùng có nhiều nắng và được trồng phổ biến tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Rau kinh giới có thể dùng lá thân và cành. Rau kinh giới có công dụng chữa cảm cúm, làm sạch đường hô hấp, tốt cho tim mạch, hỗ trợ tiêu diệt ký sinh trùng gây hại cho đường ruột, cải thiện giấc ngủ, phòng ngừa lão hóa, giảm viêm, điều trị mụn nhọt. Rau hẹ. Hẹ là loại rau chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, lá hẹ rất giàu vitamin K. Đây là loại vitamin tham gia vào quá trình hỗ trợ enzyme thúc đẩy phát triển tế bào, ngăn chặn lão hóa xương. Ngoài ra, trong lá hẹ cũng có chứa nhiều hoạt chất giúp ngăn chặn sự sản sinh và lan rộng của tế bào gây ung thư. Lá hẹ có công dụng tăng cường khả năng tư duy, cải thiện thị lực, hỗ trợ xương khớp phát triển, giải độc gan, phòng ngừa ung thư, kích thích tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau diếp cá. Rau diếp cá hay dấp cá, rau vẹt. Rau diếp cá là loại cây thân thảo, sống lâu năm. Tất cả các bộ phận của rau diếp cá đều chứa tinh dầu và rất giàu các hoạt chất, có tác dụng như kháng sinh, giúp kháng khuẩn. Vì vậy, rau diếp cá có công dụng điều trị mụn, hỗ trợ cải thiện bệnh đái tháo đường, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả, cải thiện tình trạng tiểu buốt, giải độc cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hạ sốt ở trẻ em. Vâng ạ, thưa bác sĩ Dương Trọng Hiếu, liên quan tới bốn loại rau gia vị mà chúng ta vừa đề cập gồm có rau kinh giới này, rau tía tô, rau diếp cá và rau hẹ thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều câu hỏi mà khán giả đã gửi tới chương trình liên quan tới nội dung này. Và câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Lê Thị Kiều có số điện thoại là 0973, ba số cuối là 109 tại Hà Nội. Khán giả có hỏi như sau ạ. Con trai tôi được 3 tuổi rưỡi, cháu bị sốt 2 ngày nay và sốt khoảng 38 cho tới 39 độ. Gia đình thì đã làm các xét nghiệm và cháu chỉ bị cảm cúm thông thường, bị đau họng do bụi nhiễm. Đơn thuốc phòng khám gần nhà thì có kê là có thuốc kháng sinh nặng quá. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là bài thuốc hạ sốt và trị đau họng bằng rau diếp cá như thế nào? Vâng ạ, xin mời sự tư vấn của bác sĩ Dương Trọng Hiếu ạ. Vâng. Cảm ơn bạn Kiều. Cháu 3 tuổi thì có rất nhiều thứ về ta gọi là đông dược, hay là ở đây thì ta gọi là các cái gia vị cho thức ăn đấy. Thì bạn có quyền, một tức là dùng dấp cá. Dấp cá nó là tính của nó là hàn và nó thanh nhiệt tiêu độc. Thế trong cái trường hợp hầu họng của con bạn nó đang bị sưng viêm lên thì cái này nó là sưng viêm thì là nhiệt. Thế thì cái dấp cá nó là thanh nhiệt, tức là nó làm mát, nó chống cái nhiệt ấy đi, thì hy vọng là nó có thể ấy được, giảm được cái sưng tấy. Mà giảm sưng tấy thì nó hết cái triệu chứng sốt. Đấy. Thế nhưng mà bạn chỉ khu trú vào dấp cá là thế nào? Tôi xin mách thêm nhé. Ngay đây bạn có cái hẹ này. Hẹ thì bạn hấp với một chút đường phèn. Các cháu 3 tuổi nó vừa ngọt vừa dễ ăn, mà hẹ là nó gọi là nó vào kinh phế, cho nên nó chữa các cái trường hợp mà cảm của con bạn rất là tốt. Nó giảm ho này, nó chữa các cái trường hợp mà sốt ho này, viêm họng này, sổ mũi hắt hơi vân vân, thì chính là cái hẹ cộng với đường phèn. Vâng ạ, tức vâng là hẹ thì cũng có tác dụng rất là tốt vâng trong cái việc mà vâng giảm ho rồi nó cảm giống cúm như nữa là đúng không bạn ạ? có quyền dùng dấp cá. Tôi sợ dấp cá nó tanh quá thì các cháu lại không dùng, Vâng. chứ dùng hẹ với đường phèn này nó lại hấp dẫn hơn. Vâng ạ, và cũng liên quan tới rau hẹ thì khán giả có tên là Trần Văn Bằng đến từ Hà Nam, có số điện thoại là 0919 và ba số cuối là 204 thì có gửi tới chương trình câu hỏi với nội dung như sau. Tôi nghe nói rau hẹ rất tốt cho sức mạnh của nam giới, đồng thời thì cũng giúp cải thiện trí nhớ nữa. Vậy thì xin hỏi là điều này có đúng hay không? Và nếu như đúng thì dùng rau hẹ như thế nào cho hiệu quả đối với người trung niên? Vâng ạ, xin mời phần tư vấn Vâng, của bác sĩ ạ. vâng. Bạn hỏi câu này thì là trong sách cổ người ta cũng ca ngợi cái rau này. Còn có cái tên cửu thái hay là cái thuốc trợ dương, bởi vì nó vào kinh thận. Thế nhưng mà nói như vậy tức là nó chỉ hỗ trợ thôi đấy nhá.
chứ không phải là nó quyết định là nó nâng lên vù vù như là một số cái vị khác như là nhung, như là nhục dung ba kích đâu, không mạnh như thế đâu. Thế nhưng mà đây rõ ràng nó có cái tác dụng là hỗ trợ cho cái thận, mà cái thận này sinh tinh nó liên quan đến hoạt động sinh dục là rất là tốt. Thì ngày xưa các cụ vẫn khuyên là cái rau này này bạn có quyền là dùng hàng ngày. Thế và nhất là cái mùa này này, mùa xuân mùa hạ này thì là cái dương nó đang cần hỗ trợ thì bạn có quyền dùng cái rau này. Thế và chúng ta nên hái cái lúc mà nó còn non chứ đừng để nó quá già. Và cái tốt là cái hạt của cái cây này này thì nó có cái tác dụng đối với lại bổ thận nhiều hơn là cái lá. Vâng, và là một người mẹ cũng đã có hai con nhỏ rồi, thế nên là cái việc mà tìm hiểu những cái thông tin chăm sóc các bé thì cũng tôi cũng thường xuyên cập nhật. Và trong một cái lần mà vào cái nhóm các bà mẹ bỉm sữa chia sẻ với nhau thì có bà mẹ chia sẻ rằng là chúng ta có thể dùng cái lá hẹ này để mà nấu cháo cho bé ăn dặm, nhằm là cải thiện cái dinh dưỡng cho bé và còn chống còi xương nữa. Vậy thì theo bác sĩ thì cái thông tin này có chính xác hay không ạ? Vâng. Trong hẹ thì nó có cái thành phần tức là cái vitamin A và có một số cái khoáng như là canxi, thì rõ ràng là vitamin A, K, A và canxi thì nó hỗ trợ vào xương. Nhưng mà cái cách giải thích đấy là cách giải thích của ông Tây y, chứ Đông y thì người ta chỉ giải thích là hẹ nó vào kinh thận, mà thận thì chủ cốt, tức là chủ xương. Thế cho nên là thế thận sinh tinh, tinh sinh tủy, tủy sinh não. Thế thì cái tinh mà nó tốt thì cái não nó tốt, cho nên là các cụ bảo rằng là cứ bổ thận tức là bổ não, bổ thận tức là bổ xương khớp, bổ thận tức là bổ tinh, nên là giúp cho các cái hoạt động sinh dục nó tốt lên. Thế là cách giải thích của các cụ là đây là vai trò của thận chứ không không giải thích theo các cái hoạt chất, mà bây giờ thì là y học hiện đại mới có máy móc mới tìm ra các cái hoạt chất, chứ ngày xưa thì các cụ bảo là nó vào cái kinh đó thì nó giúp cho cái tạng đó nó tốt thôi. Vâng, thế vẫn với các bé mà nấu cháo, mà các mẹ chia sẻ rằng nấu cháo lá hẹ để Vâng, tăng dinh thế dưỡng thì và... cháu bé ấy, thì cái này nó hỗ trợ cho cái thận của bé. Cái Vâng. thận này là ở trên nói rồi, thận là chủ cốt, tức là xương khớp. Thế xương khớp của trẻ thì bạn biết là cháu bé nó phát triển rất nhanh, lúc mới đẻ ra thì nó chỉ có 3 cân thôi, thế sau mấy tháng thì nó đã ấy, là sau 1 năm là nó lên được 1 yếm rồi cơ mà, 9 cân rồi cơ mà, phát triển rất nhanh. Thế thì xương khớp nó cũng phát triển rất nhanh, thế thì cái này nó hỗ trợ. Đây tôi nhấn mạnh chữ hỗ trợ, chứ còn nhiều cái thực phẩm khác và nhiều cái thức ăn khác, thí dụ bạn phải cho uống sữa, phải cho ăn dặm, rồi phải cho thế này thế kia. Thế nhưng mà trong đó bạn có quyền dùng cái này. Vâng Thế ạ. mà nó lại chống được cái chuyện, tức là mùa lạnh thế này nó hay bị lạnh nó xâm nhập vào ngoài da này, nó làm các cái cháu lại sổ mũi hắt hơi này, nó lại chán ăn. Thế thì cái cháo hẹ, cái canh hẹ ấy, nó giúp cho phòng được cái đó, bởi vì nó ôn ấm mà. Vâng ạ, Vâng. đây có thể thấy là lá hẹ cũng rất là tốt cho cả các em bé Vâng. nữa đúng không Vâng. ạ? Và còn một loại rau nữa ở đây đó là lá tía tô ạ. Hôm nay thì cũng có một khán giả có tên là Vũ Thị Ngọc Ngà đến từ Huế, có số điện thoại là 0989 và 3 số cuối là 209, có đặt một câu hỏi liên quan tới lá tía tô như thế này ạ. Tôi được biết lá tía tô rất giàu vitamin, khoáng chất, chẳng hạn như là sắt này, canxi, magie, vitamin A, C, đem lại khả năng nuôi dưỡng và giúp da chống nắng cực kỳ hiệu quả. Lá tía tô thì cũng giúp là bảo vệ làn da khỏi những đốm tàn nhang, thâm nám xấu xí, hỗ trợ phục hồi các vết thương và làm liền sẹo. Vậy thì xin hỏi là cách dùng lá tía tô để đạt được những cái công dụng làm đẹp này như thế nào ạ? Vâng ạ, xin mời sự tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng. Làm đẹp của phụ nữ nó gồm rất nhiều yếu tố. Trong đó có yếu tố ăn, yếu tố ngủ và cái trạng thái tình cảm. Lúc nào mà cũng cứ tươi vui như là bạn Thanh Nhẫn này thì lúc nào da rẻ cũng đẹp. Thế nhưng mà bây giờ lại hoàn cảnh này rồi thì điều kiện kia rồi thì ABC, tức là lúc nào mình cũng buồn phiền, lúc nào mình cũng bực tức, uất ức thì không có cái lá gì tốt được đâu. Thế còn bây giờ bạn hỏi tôi là dùng tía tô thì xin thưa như thế này này, cái tía tô nó có cái tác dụng là nó cũng có tinh dầu và cũng có cái
flavonoid có khả năng kháng khuẩn, cho nên là một số trường hợp mụn nhọt ấy, thì người ta cũng dùng cái tía tô này được. Thế thì những cái người phụ nữ mà bị các cái mụn ở trên mặt ấy, chúng ta có thể dùng cái lá tía tô này lấy ra nước, đun nước để rửa mặt. Thế nó cũng sạch các mụn, sạch các mụn thì cái da mặt nó sẽ đẹp rồi. Thế còn cái thứ hai tức là một số cái trường hợp mà bảo rằng là nó có nhiều chất này chất kia thì tôi không lý giải được, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào chất đất và phụ thuộc vào cái bảo quản thu hái và chế biến của mình đối với cái này. Nhưng mà các cụ ngày xưa chỉ nói nó là thế này này, nó ôn nó ấm. Thế bây giờ người phụ nữ thường thường là hay sợ lạnh, thế thì cái này nó có cái tác dụng là tăng cái nhiệt cho cơ thể. Tăng cái nhiệt cho cơ thể tức là gì, là máu nó lưu thông tốt. Máu lưu thông tốt thì nó ra tay cũng tốt, lên mặt cũng tốt, lên mắt cũng tốt và ra các nơi tốt. Thế nó máu tốt thì nó dinh dưỡng được cái da. Mà dinh dưỡng được cái da thì rõ ràng là nó tẩy các cái da chết đi và nó sinh được cái da mới non trẻ thì lúc nào non cũng hồng hào. Vâng ạ. Đấy. Chứ còn thì tôi chưa dám nói là các thành phần của nó ra làm sao thì là chưa thể giải thích được theo cái cách đó. Vâng, nói chung là Vâng. cái tinh thần của mình phải thoải mái đã, đúng không Vâng. ạ? Và cái dinh dưỡng của mình phải bổ sung Vâng. tốt nữa, đúng không ạ? Một câu hỏi nữa liên quan tới một khán giả đang mang thai ạ, ở Nghệ An, có tên là Lê Thanh Lam, có số điện thoại là 0975 và ba số cuối là 705. Khán giả thì có hỏi như sau: tôi đang ở tháng thai kỳ thứ 8 và tức là tuần thứ 32 của thai kỳ thì bị ngứa toàn thân và cảm giác là ngứa dân gian rất là khó chịu. Và khán giả này thì đã bị mất ngủ, thậm chí là cảm thấy rất là khó chịu vì là bị mẩn ngứa như vậy. Sau đó thì khán giả cũng có đi khám thai sản và bác sĩ tư vấn là không phải lo sợ vì đây chỉ là dị ứng thai kỳ mà thôi. Thế tuy nhiên thì khi mà sinh con xong sẽ hết. Thế nhưng các khán giả thì được các bà mách cho một cái mẹo, đó là giã nát cái lá dao kinh giới hoặc là dao húng chó, sau đó thì vắt lấy nước và xoa lên người để cho đỡ ngứa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là làm như vậy có được hay không ạ? Vâng. Hoàn toàn bạn có quyền như thế. Cái trở lại vấn đề thai thì tôi xin nói này, ở đây có mấy cái thứ rau phối hợp được chứ không phải là chỉ có một kinh giới đâu. Cái kinh giới là giải dị ứng thì bạn có thể uống thêm với cái hoa kim ngân, là kinh giới kim ngân. Thế là chữa ngứa rất là tốt, người ta xếp nó vào là thanh nhiệt, lương huyết. Cái ngứa thì các cụ bảo rằng là do cái huyết nó nhiệt. Thế thì các cụ mới bảo rằng là phối hợp như thế là nó tốt. Thế còn đối với cái thai ấy, thì tôi lại trở lại cái cây tía tô của bạn. Hôm nay bạn bày ở đây là nên dùng cái cành tía tô. Cành tía tô phối hợp với những cái củ gai mà hôm trước VTC16 có giới thiệu đấy. Thế cái củ gai cộng với cành tía tô thì cái thai, người phụ nữ mà mang thai thì người ta bảo cái giai đoạn đấy là giai đoạn nhiệt. Thế thì cái cành tía tô nó giáng khí xuống và cái củ gai là nó lại mát, nó làm cho bớt cái nhiệt đi. Thế là nó không có nghịch lên thì không có nghén, không có ậm ọe, không có khó chịu mệt mỏi. Không khó chịu mệt mỏi thì bạn sẽ ăn ngủ được tốt. Thế còn bạn chữa ngứa tức là dùng cái kinh giới cộng với kim ngân, thế là hoàn toàn an toàn và nó không động thai và cũng không 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 ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Vâng. Vâng ạ, xin Nó cảm ơn sẽ bác tốt cho. sĩ. Vâng. Và hy vọng rằng là với cái thông tin này thì khán giả Lê Thanh Lam ở Nghệ An sẽ có thêm cái bài thuốc hữu ích để có thể áp dụng phòng trừ cái việc mẩn ngứa trong thai kỳ của mình ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, vâng, thưa bác sĩ, bốn loại rau mà chương trình vừa giới thiệu, chúng ta nhắc lại một lần nữa, đó là rau kinh giới này, tía tô, diếp cá và lá hẹ. Như chúng ta vừa nghe thì bác sĩ chia sẻ rằng là bốn loại rau này thì có rất nhiều những cái công dụng tốt cho sức khỏe, đúng không ạ? Vậy thì nếu như tôi muốn đưa cả bốn loại rau này vào trong bữa ăn hàng ngày thì liệu có được hay không ạ? Hay là chúng ta phải tách biệt ra? Không, bạn có quyền là trên mâm bạn có đầy đủ bốn loại này. Thế nhưng mà ở trên tôi nói là tùy cái loại thực phẩm chúng ta ăn mà chúng ta phối hợp thì nó sẽ hay hơn. Tôi lấy thí dụ như là hôm nay bạn ăn cá mấy ốc, cua ốc thì bạn chú ý cho tôi là cái tía tô kinh giới này, rồi thì là cái rau diếp cá là được. Thế nhưng mà nếu như mà hôm nay lại có thịt gà nữa, thế thì bạn phải bỏ cho tôi cái kinh giới đi.
Thế nếu mà bây giờ bạn hôm nay bạn lại nấu thịt trâu hoặc là cái gì đó, thế thì bạn không nên dùng cái hẹ này. Người ta khuyên như thế. Các cụ khuyên là có những thứ nó phối hợp với nhau được, nhưng có những thứ nó không phối hợp với nhau được. Thế bây giờ bạn này, mâm cơm của bạn lại có một đĩa thịt trâu, thế mà bạn lại dùng cái hẹ này thì cái phối hợp ấy nó không phải là hay. Thế cho nên là bạn có quyền sử dụng cả bốn thứ, nhưng mà tùy theo cái mâm cơm của mình là có những cái thức ăn gì thì nó sẽ phù hợp hơn. Vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Dương Trọng Hiếu với những chia sẻ vô cùng hữu ích ngày hôm nay về các loại rau gia vị. Và thưa quý vị, những tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hiếu thì cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Và hy vọng rằng là sau 45 phút của chương trình, quý vị đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về những loại rau gia vị phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của gia đình. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ Dương Trọng Hiếu đã đồng hành cùng bà con, cùng chương trình và chia sẻ cho quý vị những thông tin hữu ích về rau gia vị. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.